Đã bao giờ bạn cảm thấy bực mình khi không thể tìm được một file nào đó? Đã bao giờ bạn cảm thấy khó chịu khi mà bạn không thể nhớ được mình lưu nó ở folder nào? Tất cả là do chúng ta chưa đặt tên file và cấu trúc file một cách hợp lý. Trong video này, mình sẽ chia sẻ với các bạn về điều đó. Quy tắc đầu tiên trong việc đặt tên file đó là bạn không nên dùng dấu tiếng Việt, bởi vì dấu tiếng Việt có thể làm một số phần mềm không thể đọc được và việc tìm kiếm cũng trở nên khó khăn hơn. Nguyên tắc thứ hai đó là bạn không nên dùng khoảng cách trong tên file. Thực chất thì điều này không nghiêm trọng lắm, nhưng nó sẽ giúp đảm bảo tính tương thích của file với tất cả những cái phần mềm được sinh ra. Khi không dùng khoảng cách, bạn có thể dùng ký tự gạch dưới để nối giữa những cái chữ với nhau. Hầu hết những công cụ tìm kiếm hiện nay đều bỏ đi cái dấu đó khi nó search, cho nên bạn không lo về việc không tìm thấy file. Nguyên tắc thứ ba, bạn nên đặt tên một cách ngắn gọn và dễ hiểu. Dễ hiểu ở đây là dễ hiểu cả với máy lẫn với bạn. Khi bạn đặt tên file thì bạn nhìn vào bạn phải biết được cái file đó nói gì, nội dung là gì, để mà khi bạn tìm lại bạn sẽ nhớ được cái keyword để mà các bạn search nó dễ dàng hơn. Bằng không thì các bạn sẽ không cách nào tìm được cái file đó đâu. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể thêm mốc thời gian, địa điểm hoặc bất cứ thứ gì có thể giúp bạn nhớ tới file. Ví dụ như ở đây mình đặt tên file theo những cái mốc thời gian khác nhau, thì cả mình lẫn người nào đó mà mình chia sẻ file khi nhìn vào là sẽ biết được cái file này đáng lý ra là cái phiên bản của nó là ngày mấy. Và đương nhiên là khi bạn search thì nếu bạn search chung với lại cái ngày thì bạn sẽ ra được đúng cái phiên bản mà bạn cần. Ngoài việc đặt tên file thì cấu trúc thư mục cũng là một thứ bạn cần quan tâm. Bạn đừng tiết công mà không sắp xếp theo thư mục cha con. Ở đây ví dụ như mình đang có thư mục Dropbox của mình. Trong đây mình có rất là nhiều thư mục con khác nhau. Từng thư mục con sẽ chứa những nội dung một cách bao hàm hơn so với lại những cái thư mục con nằm bên dưới đó. Bằng cách này bạn sẽ dễ dàng kiếm lại được một file ngay cả khi bạn không nhớ từ khóa để có thể search được cái file đó bằng những công cụ của hệ điều hành. Và cuối cùng, bạn phải thực hành cái việc đặt tên file cũng như sắp xếp file một cách gọn gàng. Đừng lười, đừng nghĩ là sau này bạn làm xong việc thì sẽ dọn. Không, bạn không làm đâu. Hãy thực hành nó ngay từ lúc bạn tạo file. Chỉ có như vậy thì bạn mới có thể cải thiện được việc tìm kiếm file cũng như là cách sắp xếp của mình. Xin cảm ơn và xin chào các bạn.